Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với một vài tổ chức quốc tế tiêu hủy 2 tấn ngà voi và trên 70 kg sừng tê giác bằng cách nghiền nhỏ rồi đốt trong lò đốt thành tro, sau đó thì mang đi chôn lấp. Số ngà voi và sừng tê giác này được ước tính trị giá lên tới 7 triệu đô la Mỹ theo giá chợ đen. Ngay sau khi sự kiện này diễn ra thì ở trên rất nhiều diễn đàn, mọi người đã bày tỏ ý kiến cho rằng là đốt ngà voi và đốt sừng tê giác chẳng khác nào là chúng ta đang đốt tiền, bởi vì họ cho rằng ngà voi và sừng tê giác đều là những thứ vô cùng giá trị, như chị Thủy vừa nói, lên tới 7 triệu đô la Mỹ. Vì vậy thay vì tiêu hủy thì tại sao chúng ta lại không mang chúng đi bán đấu giá rồi sử dụng số tiền đó để gây quỹ cho việc bảo tồn động vật hoang dã hoặc là hỗ trợ cho các quỹ để phát triển. Vậy tại sao cơ quan chức năng lại không làm như vậy, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì tiêu hủy ngà voi hay sừng tê giác là biện pháp xử lý cuối cùng các mẫu vật của các loài hoang dã, thể hiện quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi nạn buôn bán trái phép loài động vật này. Khi Việt Nam cùng các nước đã tham gia vào công ước CITES thì ngà voi hay là sừng tê không thể đem ra buôn bán. Việc buôn bán được coi là bất hợp pháp, dù là bán để lấy tiền làm các hoạt động công ích hay là từ thiện. Ngoài ra thì việc đốt ngà voi hay là sừng tê giác cũng là một phần của chiến lược bảo tồn những con voi và tê giác đang sống, vì đây là cách thức để xóa bỏ nhu cầu sử dụng sừng voi và sừng tê, ngà voi và sừng tê của con người. Và kỷ lục về tiêu hủy ngà voi phi pháp hiện nay đang thuộc về Kenya. Vào ngày 30 tháng 4 vừa qua thì nước này đã tiêu hủy 105 tấn ngà voi phi pháp với giá ước tính lên tới hơn 100 triệu đô la Mỹ trên thị trường chợ đen.